À, xin chào các bạn à, rất vui được gặp các bạn trong chương trình chương trình ngày hôm nay với chủ đề thiết lập công thức thức ăn chăn nuôi về nội dung phần trình bày hôm nay như sau chúng ta đầu tiên chúng ta sẽ định nghĩa về thiết lập công thức thức ăn chăn nuôi là gì Số 2 là chúng ta sẽ đề cập đến các thông tin cần quan tâm khi thiết lập công thức thức ăn chăn nuôi. Tiếp theo là chúng ta sẽ trình bày các bước thiết lập công thức. Tiếp theo là chúng ta sẽ phải đặt những câu hỏi tại sao việc cập nhật công thức thức ăn thường xuyên lại là quan trọng. Và sự khác biệt như thế nào giữa có lập công thức và không lập công thức giữa cập nhật và không cập nhật công thức thức ăn thường xuyên và hiệu quả của việc cập nhật công thức thức ăn thường xuyên chúng ta sẽ xét đến hai trường hợp trường hợp thứ nhất đó là giá nguyên liệu thay đổi và trường hợp thứ hai đó là chất lượng nguyên liệu thay đổi đầu tiên chúng ta sẽ định nghĩa thiết lập công thức thức ăn chăn nuôi là gì thì để thiết lập công thức thức ăn chăn nuôi, đầu tiên chúng ta phải có một cái sự hiểu biết về nguyên liệu, là thành phần nguyên liệu. Và thứ hai nữa là chúng ta sẽ có sự hiểu biết về nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi. Thì trong cái phần mà nguyên liệu chúng ta đã đề cập đến là giá trị dinh dưỡng của từng loại nguyên liệu mà chúng ta đang sử dụng. Thứ hai nữa tính sẵn có của loại nguyên liệu mà chúng ta đang có trong kho mình hay là chúng ta có thể mua và cái yếu tố quan trọng đó là cái giá nguyên liệu đang bán trên thị trường cũng như là giá kỳ hạn trong tương lai mà chúng ta sẽ phải mua để chúng ta xây dựng công thức thức ăn của mình cũng như là chúng ta có thể đảm bảo được cái giá thành sản xuất ra thức ăn chăn nuôi phù hợp sau khi chúng ta hiểu biết được về nguyên liệu thì chúng ta sẽ phải tìm hiểu đến cái nhu cầu dinh dưỡng vật nuôi nhu cầu dinh dưỡng vật nuôi thì nó được phân loại theo là cái các giai đoạn của vật nuôi rồi tiếp theo nữa là cái nhu cầu dinh dưỡng của từng giai đoạn thì chúng ta phải xác định được cái mức dinh dưỡng của từng vật nuôi cũng như là chúng ta biết được cái tính thèm ăn hay cái độ ngon miệng của cái từng loại nguyên liệu ứng với cái các giai đoạn của vật nuôi ví dụ như là thú non thú lớn thú trưởng thành thì ở mỗi một cái giờ đoạn khác nhau thì nó có tính thèm ăn cũng như tính ngon miệng khác nhau và khi chúng ta hiểu biết được về thành phần nguyên liệu cũng như là nhu cầu dinh dưỡng vật nuôi thì chúng ta tiến hành thiết lập công thức để thiết lập công thức thì chúng ta sẽ có được cái kết quả là công thức chúng ta mong muốn tuy nhiên cái công thức mà chúng ta đưa ra thì nó mới chỉ là ở một cái à, khái niệm là cân đối về dinh dưỡng thì chúng ta sẽ phải đem đi, tiến hành đi à, sản xuất thứ ăn chăn nuôi ra và chúng ta sẽ phải đem đi phân tích, đánh giá lại để xem coi cái công thức chúng ta đề ra là trong quá trình chúng ta à, thành lập công thức nó có phù hợp với lại việc mà chúng ta sản xuất ra nó có cân đối với nhau chưa, nếu mà chưa cân thối thì chúng ta sẽ phải đi thiết lập công thức lại nếu mà sau khi chúng ta đánh giá được là công thức này nó phù hợp công thức này nó cân đối với dinh dưỡng thì chúng ta sẽ tiến hành đưa vào bộ phận sản xuất và bộ phận kiểm soát chất lượng để sản xuất ra những cái loại thức ăn phù hợp với cái nhu cầu dinh dưỡng vật nuôi mà chúng ta đã định nghĩa ban đầu thì việc mà thiết lập công thức ăn chăn nuôi nó có một yếu tố rất là ý nghĩa trong cái việc mà cung cấp những cái loại dinh dưỡng cho vật nuôi chúng ta nó lớn và nó sẽ trưởng thành tuy nhiên giá thành sản xuất ra uh, thành phẩm uh, là các sản phẩm chăn nuôi của chúng ta thì nó lại cạnh tranh và chúng ta có thể uh, đạt được mục đích kinh tế là thu được lợi nhuận thì để lập được cái công thức thức ăn chăn nuôi thì chúng ta cần phải có những cái thông tin cụ thể và sau đây là những cái thông tin chúng ta cần phải quan tâm đầu tiên là chúng ta sẽ quan tâm đến nhu cầu dinh dưỡng nhu cầu dinh dưỡng thì nó được định nghĩa là nhu cầu dinh dưỡng theo loài theo giống theo lứa tuổi theo trọng lượng và theo chức năng ví dụ như chức năng sinh sản chức năng sản xuất thịt hay là chức năng à, sản xuất sữa mục tiêu của việc chăn nuôi công nghiệp đó là chúng ta sẽ tạo ra được sản xuất ra được nhiều thịt hơn nhiều trứng hơn và nhiều sữa hơn tiếp theo đó chúng ta sẽ quan tâm đến thành phần dinh dưỡng nguyên liệu như các bạn đã biết hiện tại thì chúng ta có rất là nhiều loại nguyên liệu dùng để sản xuất hơn chăn nuôi tuy nhiên những cái nguyên liệu khác nhau thì nó có giá trị dinh dưỡng và khác nhau do đó chúng ta phải đánh giá được những thành phần dinh dưỡng nguyên liệu để chúng ta có thể thiết lập công thức phù hợp cũng như là sử dụng đúng cái giá trị của nguyên liệu mà chúng ta đang thu mua. Cái phần thứ ba nó là cái phần rất là quan trọng đó là giá nguyên liệu. Mặc dù là chúng ta biết rằng là những cái loại nguyên liệu có chất lượng dinh dưỡng tốt, cân đối và có thể dễ kiểm soát được về thành phần dinh dưỡng. Tuy nhiên nếu mà những cái sản phẩm này nó quá mắc thì chúng ta lại không thể nào mà sản xuất là phù hợp với dinh dưỡng của vật nuôi cũng như là đạt được mục tiêu kinh tế như vậy thì việc thành lập một cái công thức hàng chăn nuôi mà nó đảm bảo được cái giá thành phụ thuộc rất lớn vào cái giá trị nguyên liệu thường thì trong quá trình chăn nuôi thì cái chi phí mà nguyên liệu nó chiếm khoảng từ tầm khoảng 70 đến 75 trăm giá thành công thức cái vấn đề tiếp theo nữa là chúng ta sẽ xét về cái yếu tố thị trường tùy và đặc điểm của thị trường khác nhau mà chúng ta sẽ cần những cái thông tin khác nhau ví dụ như là chúng ta sản xuất thức ăn cho con gà hay con heo thì chúng ta phải quan tâm đến cái màu của cái sản phẩm của mình ví dụ thức ăn cho gà thường nó có nguồn gốc từ nguyên liệu là ngũ cốc. Vậy thường nông dân thì thường người ta ưa chuộng là những cái sản phẩm có nguồn gốc từ ngũ cốc thì cái màu nó phải sáng vàng. Đó là lý do trong thức ăn gà thì những cái màu uh, sáng và màu vàng thì thường được ưa chuộng. Tiếp theo là mùi vị. Ví dụ như nếu mà thức ăn cho heo con thì chúng ta phải sử dụng những cái loại uh, thức ăn dễ tiêu hóa. Trong đó chúng ta sử dụng đường, sữa như vậy thì thức ăn heo con thường là có mùi của sữa như vậy thì khi mà đánh giá được cái giá trị uh, thức ăn nó cũng liên quan tới cái mùi vị cái hình dạng sản phẩm tùy vào cái giai đoạn uh, sản xuất khác nhau thì chúng ta sẽ có những cái kích cỡ viên khác nhau cũng như là tùy vào cái giai đoạn chăn nuôi khác nhau chúng ta có những cái sản phẩm ví dụ như là dạng hẹt hay là dạng bột hay là uh, dạng vẽ mảnh cho gà để đó là những cái yếu tố đặc thù về thị trường chúng ta cần phải quan tâm trước khi chúng ta thành lập công thức ăn chăn nuôi và các yếu tố liên quan đến yếu tố nhà máy mục tiêu của cái việc thiết lập công thức ăn chăn nuôi là để phục vụ cho tạo ra được những cái sản phẩm thức ăn phù hợp với dinh dưỡng vật nuôi đáp ứng được thị hiếu của người tiêu dùng và một cái điều tối ưu là nhà máy phải sinh lợi và tồn tại được đó là chúng ta phải có phù hợp với những cái mục tiêu về kinh tế và phù hợp với vật công nghệ mỗi một nhà máy chúng ta sẽ đầu tư những cái công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi khác nhau như vậy thì cái việc lập công thức thức ăn chăn nuôi nó phải đáp ứng và phù hợp với lại cái công nghệ của cái nhà máy mà chúng ta đang sử dụng thì các thông tin này nó rất là quan trọng để làm ra được một cái công thức thức ăn nó phù hợp với điều kiện thực tế đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi đáp ứng được giá trị kinh tế cũng như là phù hợp với công nghệ mà nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi đang sử dụng. Thì tiếp theo chúng ta sẽ đi vào các bước thành lập công thức thức ăn chăn nuôi. Thì để thành lập được một công thức thức ăn chăn nuôi đầu tiên thì chúng ta phải xác định được đối tượng cần thiết của việc làm công thức. Chúng ta phải xác định được cái đối tượng này là đầu tiên là gì? Chúng ta phải xác định được là đối tượng người tiêu dùng. Thứ hai nên là chúng ta sẽ phải xác định được là nhà máy chúng ta sản xuất thức ăn cho vật nuôi gì và thị trường chúng ta sẽ bán ở đâu đó là đối tượng cần thiết của thiết lập công thức bước tiếp theo nữa là chúng ta sẽ xác định được cái nhu cầu dinh dưỡng vật nuôi tùy vào mỗi giai đoạn và mỗi một hình thức chăn nuôi khác nhau thì nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi là khác nhau nó thay đổi theo thời gian cũng như là thay đổi theo quy mô chăn nuôi. Bước tiếp theo chúng ta xác định được hàm lượng dinh dưỡng của thuốc ăn. Sau khi chúng ta xác, xác định được là nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi, tiếp theo thì chúng ta sẽ xác định được hàm lượng dinh dưỡng của thức ăn nó có đáp ứng được cái nhu cầu dinh dưỡng của vật nuôi ở trong giai đoạn đó để mà sản xuất ra được nhiều thịt, nhiều trứng, nhiều sữa. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ chọn lựa nguyên liệu để sử dụng trên thị trường thì có rất là nhiều loại nguyên liệu chúng ta có thể mua được tuy nhiên tùy vào giá cả tùy vào cái mục đích sử dụng của từng loại vật nuôi mà chúng ta sẽ chọn những cái nguyên liệu nó phù hợp với điều kiện của nhà máy chúng ta nó phù hợp với điều kiện công nghệ của chúng ta phù hợp với mục tiêu kinh tế của chúng ta thì chúng ta sẽ chọn lựa những cái nguyên liệu để chúng ta sử dụng và tiếp theo chúng ta phải cập nhật giá nguyên liệu thường xuyên tại sao cái vấn đề này quan trọng hầu như tất cả các giá thành sản xuất thức ăn chăn nuôi nó đều thuộc, phụ thuộc vào giá nguyên liệu nếu mà chúng ta không cập nhật giá nguyên liệu thường xuyên thì điều đó nó dẫn đến là chúng ta không nắm bắt được xu thế về giá của cái công thức của chúng ta hay là chúng ta sản xuất ra những cái loại thức ăn chăn nuôi tuy nhiên mặc dù là có chất lượng dinh dưỡng tốt đáp ứng được cái tiềm năng tăng trưởng của vật nuôi tuy nhiên chúng ta lại không cập nhật về giá nên là việc lựa chọn nguyên liệu để sử dụng chúng ta nó chưa thật sự phù hợp với lại tính sẵn có của nguyên liệu cũng như là giá thành của nguyên liệu vào cái thời điểm đó Thì sẽ ảnh hưởng đến cái mục tiêu lợi nhuận của mình tiếp theo là chúng ta sẽ tính toán được số lượng nguyên liệu cần để sử dụng đây là một cái yếu tố vô cùng quan trọng quyết định được là chúng ta có duy trì được việc sản xuất hay không đảm bảo được về tên hiệu quả kinh tế hay không nếu chúng ta không biết được cái nhu cầu nguyên liệu chúng ta sử dụng thì nó sẽ dẫn đến cái việc mà sản xuất ăn chăn nuôi của chúng ta sẽ không ổn định và nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc là chúng ta phải lặp lại công thức nhiều lần do đó cái việc mà quản lý chất lượng cũng như độ dao động chất lượng của cái công thức chúng ta lập ra nó sẽ bị ảnh hưởng tiếp theo là chúng ta phải sau khi mà chúng ta sản xuất ra được cái thức ăn của mình thì chúng ta sẽ phải kiểm tra hàm lượng dinh dưỡng trong thức ăn của thành phẩm so với nhu cầu của cái vật nuôi hay là con thú mình cho ăn đây là một cái yếu tố mà nó phản ánh được cái thành tích chăn nuôi ở ngoài thị trường chúng ta có thể sản xuất ra viên rất là đẹp chúng ta có thể sản xuất ra loại thức ăn mùi rất là thơm tuy nhiên nếu mà thành phần dinh dưỡng mà chúng ta không kiểm soát tốt thì nó sẽ ảnh hưởng đến thành tích chăn nuôi của cái con thú mà chúng ta đang nuôi tiếp theo chúng ta sẽ đặt ra một cái câu hỏi là tại sao cái việc cập nhật công thức thường xuyên lại là quan trọng ở trong nhà máy thức ăn chăn nuôi chúng ta biết rằng là để có một cái công thức đảm bảo được chất lượng thành tích chăn nuôi tốt và chúng ta đang duy trì được cái thành tích chăn nuôi đó tuy nhiên là cái việc mà cập nhật công thức thường xuyên nó lại là rất quan trọng như vậy thì tại sao thì chúng ta có những cái yếu tố mà chúng ta không thể kiểm soát được đó là yếu tố về nguyên liệu nguyên liệu thì lúc có lúc không giá thì có lúc tăng lúc giảm tùy vào mùa vụ tùy vào nguồn cung cấp thì cái việc mà thay đổi nguyên liệu là một trong những yếu tố không thể tránh khỏi. Thứ hai nữa là về thị trường. Về thị trường thì mỗi một phân khúc thị trường khác nhau, mỗi một cái yêu cầu của khách hàng khác nhau. Về yếu tố nhà máy của chúng ta, yếu tố nhà máy thì mỗi một nhà máy sẽ có những cái mục tiêu khác nhau. Vậy trả lời vấn đề là chúng ta sẽ nói về yếu tố là nguyên liệu. Nguyên liệu thì tình huống này nó luôn luôn thay đổi. Ví dụ như là giá nguyên liệu luôn luôn thay đổi rồi thay đổi nguyên liệu nguyên liệu thiếu hụt nguyên liệu hoặc là chúng ta có thêm nguyên liệu mới khiến ta phải cục vẫn phải là cập nhật lại công thức vì thay đổi chất lượng nguyên liệu ví dụ như là khô đậu nành đi chúng ta đang làm công thức khô đậu nành là 47 đạm nhưng mà bây giờ khô đậu nành nó lại thay đổi thì nó bị thiếu đạm hay là một cái sản phẩm nào đó nó bị nấm mốc thì nó cũng lại ảnh hưởng tới là cái công thức của chúng ta hay là khi chúng ta sử dụng dầu nó lại gây ra quá trình Oxy hóa chẳng hạn thì chúng ta cũng phải cập nhật lại công thức của mình để điều tiết tăng giảm những cái loại nguyên liệu nó cho nó phù hợp với lại cái điều kiện thực tế của nhà máy mình hay là thay đổi nguồn gốc nguyên liệu chúng ta mua nội địa hay chúng ta mua nhập khẩu à, như chúng ta cũng đã biết ví dụ một cái thông tin là khô đậu nành đi nếu mà chúng ta sử dụng khô đậu nành của brazil thì là nó có chất lượng khác Khô đậu nành Argentina thì có chất lượng khác. Hay là khô đậu nành Ấn Độ nó có chất lượng khác. Khô đậu nành Trung Quốc cũng có chất lượng khác. Lấy một cái ví dụ cụ thể đó là khô đậu nành Ấn Độ. Thường đó là khô đậu nành Ấn Độ là lại có nhiều chất sơ hơn và đạm lại thấp hơn. Tiếp theo chúng ta sẽ đề cập về yếu tố thị trường. Yếu tố thị trường thì chúng ta có những yêu cầu mới. Ví dụ như là cạnh tranh giá với các đối thủ. Hôm nay thì đối thủ chúng ta muốn tấn công thị trường này hay là họ muốn vào một cái phân khúc thị trường này thì họ sẽ phải giảm giá họ hy sinh lợi nhuận để họ đạt được mục tiêu là giành thị phần như vậy thì cái giá cạnh tranh nó sẽ phải phụ thuộc vào từng thời điểm từng vào chiến lược của công ty vậy thì chúng ta phải cập nhật giá công thức chúng ta lại để chúng ta đánh giá rằng là ở cái mức độ cạnh tranh này thì chúng ta sử dụng những cái loại nguyên liệu nào những mức chất lượng nào cho phân khúc thị trường này Để có thể vừa giữ vững được khách hàng Vừa có khả năng cạnh tranh tốt ừ, Hay là về thị trường Thì có những cái khách hàng Người ta lại thích thức ăn Màu sáng, màu vàng đẹp Đối với lại gà Hay là có những sản phẩm Ví dụ như người ta lại có phân khúc thị trường nào đó Người ta lại chọn một cái sản phẩm Là màu đỏ chẳng hạn mà người ta có cảm nhận là À cái màu này là mang đến Một cái chất lượng thức ăn tốt Chứ hai là mùi Mùi ví dụ như là Nếu mà sản phẩm Đối với lại heo con thì mùi sữa Đối với lại à, cá thì, những thì có mùi tanh của bột cá Đó là những cái đặc điểm Hay là cái yêu cầu của thị trường Về mức chất lượng Tùy vào việc mà khách hàng chúng ta chăn nuôi quy mô công nghiệp hay là quy mô nuôi bán công nghiệp hay là quy mô chăn nuôi hộ gia đình thì chúng ta sẽ có những mức chất lượng khác nhau tương ứng với lại những cái gam hàng khác nhau để chúng ta có thể sản xuất ra thức ăn đáp ứng được nhu cầu của thị trường về yếu tố về nhà máy thì mỗi một nhà máy thì thường, thường có những cái mục tiêu khác nhau và yếu tố đặt ra là mỗi khi chúng ta có một cái mục tiêu mới thì chúng ta phải xem xét về yêu cầu và giá thành mỗi một loại nguyên liệu nó thay đổi chúng ta cũng sẽ phải thay đổi về giá thành và chúng ta đặt ra một cái mục tiêu là bây giờ cải thiện tăng năng suất hoặc hay là giảm giá thành phân tích cái phân khúc nào nó phù hợp với lại đối thủ cạnh tranh Tại vì chúng ta không thể nào cạnh tranh được ở trong một cái thị trường mà chúng ta xác định tất cả các uh, nhà máy thức ăn chăn nuôi là đối thủ chúng ta chỉ có thể chọn một cái phân khúc thị trường nơi mà chúng ta có lợi thế cạnh tranh cũng như là một cái phân khúc thị trường mà nơi đó chúng ta có khả năng đáp ứng được nhu cầu của khách hàng Bây giờ chúng ta sẽ đề cập đến là sự khác biệt như thế nào giữa có cập nhật công thức và không có cập nhật công thức thường xuyên. Vậy thì công thức thức ăn chặn, nuôi nó cũng phải phụ thuộc vào những cái yếu tố công thức như thế nào. Vì yếu tố là về yếu tố công thức, về yếu tố thị trường cũng như yếu tố nhà máy. Nếu mà ở góc độ là công thức thức ăn chặn, nuôi mà chúng ta không cập nhật như vậy thì rồi khi giá nguyên liệu thay đổi thì nếu mà giá nguyên liệu tăng thì nó lại gây ra tăng giá thành ảnh hưởng đến cái chất lượng là biến động giá trị dinh dưỡng thấp hơn khi có nguyên liệu mới mà chúng ta sử dụng những cái loại nguyên liệu này nó có giá trị dinh dưỡng thấp hơn dẫn đến chất lượng nó biến động và nó sẽ ảnh hưởng đến cái thành tích chăn nuôi là nó làm cho cái công thức của chúng ta sản xuất ra nó quá khác biệt so với là công thức gốc như vậy thì chúng ta phải để ý tới vấn đề này mặc dù là nó thay đổi thì chúng ta không phải thay đổi từ từ Giờ yếu tố là chúng ta sẽ có cập nhật công thức chăn nuôi thì kết quả được chúng ta đạt được là gì là chúng ta có thể tối ưu hóa được giá thành giữ được chất lượng ổn định lâu dài đảm bảo được giá trị dinh dưỡng thông qua việc cập nhật lại công thức đây là một yếu tố rất là quan trọng đảm bảo là chất lượng luôn luôn ổn định và giá thành luôn luôn cạnh tranh khi cái yếu tố mà thị trường nó thay đổi thì nếu mà chúng ta không có cập nhật công thức thì khách hàng họ sẽ không hài lòng dẫn đến là cái thị phần cái nuôi chúng ta bán ra sẽ giảm và để lại ấn tượng xấu về cái hình uh, ảnh công ty cũng như là chất lượng sản phẩm Tuy nhiên nếu chúng ta có cập nhật lại thì chúng ta sẽ làm cho khách hàng hài lòng và cũng giúp chúng ta phát triển được thị phần và gây ấn tượng tốt hơn Dưới cấp độ nhà máy nếu mà nguyên liệu thay đổi chúng ta không cập nhật lại thì nó sẽ ảnh hưởng đến là lợi dụng thường thì nó gây ra là giảm lợi nhuận của nhà máy nếu chúng ta cập nhật lại công thức thì chúng ta sẽ giúp cho tăng hiệu lợi nhuận của nhà máy thì bây giờ cái cái mật độ mà chúng ta cập nhật thường xuyên thường là theo khuyến nghị chúng ta nên cập nhật ít nhất là một lần trong một tháng tuy nhiên có những nhà máy nếu mà họ có những bộ phận chuyên trách thì thường là họ sẽ cập nhật cứ mỗi hai tuần một lần trong tháng khi mà họ cập nhật giá nguyên liệu Nếu chúng ta cập nhật công thức thường xuyên thì cái hiệu quả của cái việc cập nhật công thức thường xuyên nó mang lại điều gì? Bây giờ chúng ta sẽ đi xét đến một cái trường hợp là giá nguyên liệu thay đổi. Giống nguyên liệu Thì chúng ta sẽ lấy một cái ví dụ là cái công thức gà cho gà thả vườn ở giai đoạn từ 43 ngày cho tới 90 ngày tuổi. Thì trong cái thành phần công thức chúng ta sử dụng là bắp, lúa mì, và các nguyên liệu khác thì khi mà chúng ta xài bắp sử dụng bắp thì ví dụ như là chúng ta sẽ có những cái à, hình thức là à, những cái giá bắp của chúng ta thay đổi ví dụ như là bắp chúng ta đang ở mức là năm bảy năm mươi giờ giá bắp nó tăng lên năm chín rồi bây giờ lúa mì thì không thay đổi các nguyên liệu khác giả định là không thay đổi như vậy chúng ta có thêm một cái nguyên liệu mới đó là cám gạo ở mức giá 5.000 chúng ta sẽ phải đánh giá xem à như vậy thì nếu mà giá bắp này thay đổi theo chiều hướng tăng chúng ta có giá cám gạo 5.000 và câu hỏi đặt ra là bây giờ chúng ta có nên mua cám gạo để sử dụng trong công thức này không thì chúng ta sẽ đưa vào là công thức cập nhật lại đưa vào khẩu phần có cám gạo giá 5.000 thì chúng ta thấy được là với cái mức giá bắp là 5.750, giá lỗ mì 57 không có sử dụng cám gạo thì giá thành là 7.106 đồng. Tuy nhiên nếu mà giá bắp nó tăng lên là 5.900, giá mì không thay đổi thì giá thành công thức nó tăng lên là 7.201 đồng, thì nó tăng lên giá thành là 95 đồng. Bây giờ trường hợp thứ 3 là chúng ta sẽ uh, vẫn là giá bắp là 5.900 giá là mì 5 bảy không thay đổi và chúng ta thêm là cắm gạo giá 5 000 thì chúng ta lặp lại công thức thì giá là nó 7 194 đồng vậy thì nếu mà so với lại công thức à, có giá bắp 5 ngàn thì chúng ta lại tiết kiệm được khoảng 7 đồng thì lợi nhuận chúng ta bù lại như vậy, vậy thì hiệu quả của việc cập nhật công thức là chúng ta sẽ đánh giá được là chúng ta có nên sử dụng nguyên liệu mới hay không và nếu mà chúng ta sử dụng nguyên liệu mới thì chúng ta tiết kiệm được bao nhiêu tiền cũng như là cái lợi nhuận được mang lại khi mà chúng ta sử dụng nguyên liệu mới đây là cái hiệu quả cập nhật công thức thường xuyên ở cái trường hợp là giá nguyên liệu thay đổi bây giờ chúng ta sẽ xem xét ở một cái trường hợp thứ hai đó là trường hợp chất lượng nguyên liệu thay đổi cho một cái thức ăn heo giai đoạn từ 7 kg đến 15 kg thì những cái uh, thành phần nguyên liệu chúng ta sử dụng đó là bột cá, các loại nguyên liệu khác là không thay đổi. Thì ở mức chất lượng là đạm thô, rồi đi tiêu hóa, thì chúng ta sẽ xem xét ở một cái công thức gốc đó, là chúng ta sử dụng một cá là 60 đạm. Nếu mà chúng ta sử dụng hết bột cá 60 đạm rồi bây giờ, thì chúng ta chỉ có mua được cái nguyên liệu bột cá là chỉ là 55 đạm thôi. Thì chúng ta bắt buộc chúng ta vẫn phải sử dụng một cái nhưng mà như vậy nếu mà chúng ta có cập nhật công thức thì hiệu quả nó như thế nào và nếu mà chúng ta không có cập nhật công thức thì hậu quả nó ra sao đây là cái công thức gốc là bột cá là 60 đạm các loại nguyên liệu khác thì là chất lượng không thay đổi đạm thô là 19.5 năm xin tương hóa là 1.25 thì công thức mà không cập nhật thì chúng ta thay đổi bột cá từ 60 độ đạm à, bây giờ chúng ta sử dụng bột cá chỉ là 55 đạm thôi các loại nguyên liệu khác thì không thay đổi vì sau khi mà chúng ta tính toán lại thì cái đạm thô nó giảm xuống còn có 19.3% và lysin tiêu hóa còn có 1 trăm như vậy thì hậu quả của chất lượng nó là gì đó là giảm chất lượng thức ăn nó bị biến động về chất lượng hậu quả có thành tích việc chăn nuôi là gì tăng trưởng và thành tích kém nhưng mà điều cầu đặt ra là chúng ta phải cập nhận lại công thức Như là lại công thức chúng ta vẫn phải sử dụng một cá 55 mươi đạm sau khi cập nhật lại thì chúng ta đạt được cái mục tiêu là đạm thô và lysine như là cái công thức gốc thì cái kết quả chất lượng mong đợi của chúng ta là thức ăn cân đối và ổn định à, thành tích chăn nuôi thì là nó tăng trưởng và thành tích tốt như vậy thì khi mà nguyên liệu thay đổi chất lượng nguyên liệu thay đổi thì chúng ta phải bắt buộc cập nhật lại công thức để đảm bảo được giá trị dinh dưỡng và duy trì được chất lượng thức ăn cân đối ổn định và thành tích chăn nuôi là tăng trưởng và thành tích tốt phần trình bày về thiết lập công thức đến đây là kết thúc xin chân thành cảm ơn các bạn đã lắng nghe và theo dõi xin hẹn gặp lại các bạn trong thời gian tới các bạn hãy bấm vào nút đăng ký của kênh YouTube này để có thể à, cập nhật thêm về những cái thông tin liên quan tới kỹ thuật dinh dưỡng thức ăn chăn nuôi, acetamin cũng như là thiết lập công thức thức ăn chăn nuôi. À, xin chân thành à, cảm ơn à, các bạn đã quan tâm theo dõi. À, một lần nữa à, chúc các bạn có một à, thời gian vui vẻ.